Hello, xin chào nhà. Em lên cho cả nhà một con đồng hồ Ý nha, Bolip cảnh sát. Đó, size 44 chưa nấm. Dây dài giống như là nguyên luôn, chưa cắt luôn. Đây, đầy đủ sổ sách, ba cuốn sách về tha hồ mà đọc luôn. Đó, đầy đủ thứ tiếng luôn. Con này là của Ý nha, nguyên hộp gói xịn luôn nha cả nhà. Cái hộp này thôi là bán không cũng được 200 ngàn nha cả nhà. Đó, hộp xịn luôn, sổ sách đầy đủ. Dây dài nguyên size 44 chưa nấm, hai ô lịch nha. Rất là đẹp luôn. Con này là mặt xanh, dạ quang rất là sáng cả nhà. Dây rất là dài. Size 44 chưa nấm thì cả nấm là 47.5 nè. Càng thì cỡ 49 á. Tay tầm 16 rưỡi cũng được, 17 đổ lên cũng được. Dây là cực dài luôn em. Đó, dây hả 22 luôn, 22 luôn nha. Quá trời trời đẹp luôn. Đây cả nhà, đó dạ quang nè, rất là sáng luôn nha. Quá đẹp luôn. Form bản dây to, nhìn rất là cứng cáp nha, Bolix cảnh sát. Đằng sau là đáy xoáy nha cả nhà, đáy xoáy. Chính hãng luôn, giá mới rất là cao, khóa là khóa bấm. Đó, đầy đủ sổ sách nguyên hộp luôn nha. Quá trời đẹp luôn, hai ô lịch, hai ô lịch mặt hai lòng. Đó, niềng thì nó có nổi bật lên mấy cái cục này nè, núm nè, núm rin luôn, khóa rin luôn. Nói chung là về là chỉ lên tay thôi, quá đẹp nha. Rồi em mời cả nhà nha.